như video trước nói về 7 bước tập luyện động tác như một flag. Link video ở dưới phần mô tả và dưới phần home comment cho ai chưa xem. Thì chúng ta sẽ phải tập sức mạnh cho một số nhóm cơ cần thiết cho động tác như một flag. Đó là nhóm cơ xô, nhóm cơ vai, nhóm cơ bụng và nhóm cơ lưng. Trong phần 1 của chương trình tập luyện như một flag hôm nay thì chúng ta sẽ gồm 7 bài tập mà chúng ta cùng tập luyện nào. Bài tập đầu tiên, Deep Hit Sarket. Chúng ta thực hiện 10 lần. Đối với bài Deep thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta có thực hiện form xuống đủ sâu và để lên cái tay vai. Rồi chúng ta hít vào và để lên chúng ta thở ra. Sau khi thực hiện 10 lần xong Deep thì chúng ta sẽ nghỉ 30 giây và chuyển qua bài tập thứ 2. Kéo xà rộng tay, quay một lát. Bài vua handstand chúng ta sẽ có hai tư thế giữ, một là tư thế lưng áp tường như vừa rồi và hai là chúng ta bụng áp tường. Đối với bụng áp tường thì chúng ta sẽ có thể thực hiện động tác bò lên. Và chúng ta giữ động tác vua handstand 20 giây. Đối với động tác vua handstand thì chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta sẽ cố gắng đẩy thẳng hết tay vai lên để cho vai chúng ta phát triển cách tốt nhất và cầu vai chúng ta cũng phát triển cách tốt nhất. Ok, sau khi chúng ta thực hiện xong vua handstand, chúng ta cũng sẽ nghỉ 30 giây và chúng ta chuyển qua bài tập thứ tư là bài tập chin up. Chúng ta cũng sẽ thực hiện 8 rep. Bài tập thứ 5, vai push up. Thì chúng ta không lưu ý là chúng ta khi mà chúng ta đẩy lên, nó giống như động tác handstand ấy, là chúng ta phải đẩy hết tay vai lên, đẩy lên mở ra và xuống thì chúng ta cố gắng là xuống sâu nhất có thể và đưa khuỷu tay chúng ta hơi ép sát vào cái phần màng sườn này thì cái động tác nó sẽ vào vai nhiều hơn. Và sau khi chúng ta thực hiện xong bài tập thứ 5 này thì chúng ta cũng sẽ nghỉ 30 giây và chúng ta sẽ chuyển qua bài tập thứ 6 là chúng ta sẽ tập cho nhóm cơ lưng, là bài Superman. Bài Superman này chúng ta sẽ nằm xuống
bài Superman này chúng ta sẽ thực hiện 15 lần nhé. Và chúng ta sẽ cố gắng thực hiện là tay nhấc thật cao và chân nhấc thật cao để cho động tác nó vào lưng nhiều hơn. Sau bài thứ 6 thì chúng ta sẽ nghỉ 30 giây và chúng ta chuyển qua bài cuối cùng, đó là bài tập cho chống cơ bụng VF. Vậy là chúng ta đã xong một hiệp đầu tiên. Và sau một hiệp đầu tiên này thì chúng ta sẽ nghỉ từ 3 cho đến 5 phút tùy theo cái sức của các bạn. Nếu các bạn là người mới thì các bạn sẽ giãn thời gian nghỉ ra tầm 5 phút. Nhưng nếu như các bạn đã tập luyện một thời gian rồi, bạn có sức rồi, cơ bắp của bạn cũng đã tốt rồi thì bạn nghỉ tầm 3 phút thôi. Và chúng ta sẽ lặp lại như vậy 5 hiệp cho đến 6 hiệp nha. Một buổi tập như thế chúng ta sẽ tập gần như toàn bộ cho phần thân trên, từ vai, lưng xô cho bụng. Và đây là một bài tập có thể chúng ta tập luyện hàng ngày, một tuần chúng ta tập luyện 2 đến 3 buổi cũng được để chúng ta phát triển cái cơ bắp cho nó tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần tiếp theo, phần 2, phần 3 và phần 4.